chương trình đọc đọc truyện như truyền ngắn xin trả nợ qua giọng đọc thẩm chính tác giả kỹ thuật âm thanh Nguyễn Thường. Mai ơi, Mai ơi, nghe tiếng gọi của chị, tôi vội vàng mở cửa. Vì sáng trời vẫn còn lạnh, tuy nắng đã chói chang, trên gương mặt của chị đã lắm tấm mồ hôi. Chị dừng chiếc xe đạp chở đầy hàng hóa linh tinh cao ngất ngưỡng ở phía bên sau. Chị thở dốc nhưng vẫn tươi cười chào mừng. Hôm nay có nục hấp ngon lắm em, em mua mới hàng giùm cho chị đi em. Tôi vừa bực mình cằn nhằn, thiệt đúng là chị á, sáng chủ nhật cho người ta ngủ nướng một chút cũng không được, chị đã réo em dậy rồi, em không mua gì đâu. Chị bối rối lúng túng chưa kịp nói gì, tôi đã dỡ cái gói đồ đựng cả một siêu thị di động của chị ra, nào rau quả, thịt heo, cá nục, cá tươi, măng tươi, cà chua, nước mắm, dầu ăn. Chừng ấy hàng hóa chị phải gò lên đạp trên con dốc dài gần 5 cây số, nên mới sáng mà người chị đã ướt đẫm mồ hôi. Chị nhanh nhẹn cân cho tôi nửa cân cá nục và nửa cân thịt ba chỉ. Tôi mua thêm vài vải cà chua và chị đã hào phóng thêm cho tôi một nắm hành tươi và vài trái ớt. Chừng này hàng hóa bán hết trong ngày không chị? Hết chứ em, chiều nay chị còn phải vô Ngọc Tụ để đổi bò nữa đó em ạ. Tôi ái ngại nhìn cái bụng bầu gần 5 tháng của chị. Trời ơi, chị bầu bì thế này đừng có phí sức đó nha. Chị thản nhiên, không sao đâu em, chị quen rồi. Mà có gần chết thì cũng phải lết đi kiếm gạo. Trên 10 cái tàu há mộm đang đợi chị ở nhà đó. Thôi, chị đi bán đi nha, chiều rảnh chị ghé chơi. Không đợi tôi nói lời thương cảm, chị nhanh nhạy leo lên chiếc xe đạp rồi phóng nhanh ra đường, gấp cao tiếng reo: cá tươi đây, cá tươi, cá tươi đây. Hơn 30 năm về trước, tôi và chồng công tác tại trường vừa học vừa làm đất tôi. Ngôi trường nằm trên đỉnh dốc trong một vùng kinh tế mới, xa hơn nữa là những buôn làng dân tộc, một nơi đất đai cằn cỗi nghèo nàn. Vợ chồng tôi xin đất của xã và công đoàn nhà trường đã cho học sinh ra xây cho chúng tôi một túp lều tranh vách đất. Đúng là một túp lều tranh hai quả tim vàng. Bỗng chốc chúng tôi trở thành một gia đình danh giá nhất ở cái vùng kinh tế mới đó. Vì ít gì vợ chồng tôi cũng là công chức nhà nước, có tiêu chuẩn lương thực, tiêu chuẩn thịt heo, tiêu chuẩn bột ngọt. Chỉ ít gì cũng có một cái giường bằng gỗ hương 1m4 được người bạn làm ở xí nghiệp gỗ huyện nhượng lại và được nhà trường tặng cho một bộ bàn ghế bằng gỗ tạp. Nói chung thời đó như vậy đã là đại gia lắm rồi. Những người dân kinh tế mới thời đó nghèo lắm, sản xuất không đủ ăn, họ phải làm thêm như đi bẻ măng bẻ đó, gần tết thì đi hái lá dâm hoặc
đi sâu vào rừng, đào phế liệu, nơi mà họ hy vọng vẫn còn xác máy bay. Một năm, cứ gần đến lúc giáp hạt là họ đói quắt queo, phải đi vay mượn lúa non tiền gốc, rồi nợ chồng thêm nữa. Cái nghèo đeo đẳng họ, khắc khổ hằn trên những gương mặt ốm đói. Một số có một ít vốn còi, ngày ngày lặn lội vào thôn làng dân tộc, còn nghèo và sơ sát hơn nơi họ ở, để mua bán từng con cá chuồng, từng túm mắm cái, từng gói mì tôm. Khá giả hơn là đội chát và mua bán những con lợn còi hay những con bò ốm đến độ chẳng còn gì để ốm. Chị là một trong những người có một chút vốn tiền còi đó, hàng ngày tất bật lăn xả vào các ngõ ngách ở vùng kinh tế mới của các buôn làng dân tộc chu vi khoảng 20 cây số để mang về từng hạt thóc nuôi con. Lúc đầu tôi không cảm tình với chị lắm, vì trông chị rất là lanh lợi và miệng lưỡi. Nhưng một thời gian sau, khi hiểu chị hơn, tôi đã dần dần kết thân với chị. Chị gần như quên mất tên mình, người ta gọi chị là chị Bán, tên chồng chị. Chị nổi tiếng cả vùng nhờ tài múa bán vén khéo, nhưng nổi tiếng hơn cái tài múa bán đó là mức độ sinh sản kỷ lục của chị. Lúc nào gặp chị, ai cũng thấy cái bụng bầu chị lúc xúc, có khi thì ị ạch. Bẵng một thời gian không gặp chị là chị đẻ. Giống như một chu kỳ ngắn gọn, gặp chị là chị đang chữa, vắng chị là chị đi đẻ. Cứ thế, khi mới biết chị đã có 5 con. Chỉ 10 năm sau, chị đã có thêm 5 đứa nữa. Một đám lấp nhấp lõm nhõm, trai có, gái có, mà đứa lớn nhất là bé Lệ 16 tuổi. Còn lại cứ 1 năm một đứa. Tuy vất vả là thế, nhưng chị rất rộng rãi, rất thởi lởi. Chiều chiều, khi từ những buôn làng về, thỉnh thoảng chị có ghé qua nhà tôi. Có khi chị hăm hở bê một quả mít chín thơm phưng phức, rồi nhanh nhẹn lấy dao cắt cho tôi nửa trái. Chị chia cho tôi những nhánh chuối già hương thơm phức và những quả ổi xanh, tôi từ chối. Hoặc gửi tiền cho chị, nói thế nào chị cũng không nhận. Chị cười hiền, có là bao đâu hả em? Em cũng như chị thôi, đàn bà mà, lúc có bầu bì, thích ăn vặt lắm. Nhưng em thì có một con, với lại em là con so mà chị, còn chị cả một bầy, như một phái đoàn kia, chị đem về cho cháu ăn đi. Ôi xời, chúng ấy thì nó có phần của nó, em lo gì? Chị xoa nhẹ vào bụng tôi âu yếm. Chà, cái bụng nhọn nha, thế nào là cũng đẻ con gái đó. Tôi hớn hở, ủa sao chị biết hay vậy chị? Chị cười tươi, kinh nghiệm mà em. À, cái gì chứ kinh nghiệm chữa đẻ của chị thì tôi tin. Nhà chị gần cuối con dốc, cạnh chiếc cầu 10 tấn, cách huyện khoảng 10 cây số, một túp lều tranh siêu vẹn. Mẹ mất sớm khi chị vừa 10 tuổi, ba chị thương chị mồ côi, sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Ông ở vậy nuôi chị khôn lớn. Ông làm công
cho một lò đúc nhôm ở thị trấn. Đồng lương tuy ít ỏi, đạm bạc cha con đắp đổi sống qua ngày. Thời gian trôi qua, Hoa 18 tuổi, Hoa đẹp nhất vùng. Mỗi lần đi học về, trong tà áo trắng bay bay, cô bé vô tình không để ý đến một đôi mắt đen sâu như loài cú từ bên những ngôi nhà tranh đối diện nhìn cô bé đắm say thèm khát. Hắn âm thầm yêu Hoa từ những năm khi nàng mới là một cô bé dậy thì, lột xác thành thiếu nữ. Hoa không cao sang, nhưng có ăn có học. Hắn chỉ là một thằng con rơi mù chữ, con của bà Năm Chột, suốt ngày đi làm công làm mướn chăn bò cho dân quanh vùng. Hắn biết thân biết phận, hắn cũng biết hắn là ai. Đêm đêm nhìn sang nhà Hoa, hắn ước ao được ngồi bên cạnh cô bé học bài đọc sách. Hắn ước ao được phụ Hoa gánh lúa phơi mì, được đưa Hoa đi học trên con dốc xuôi về thị trấn, được ngồi nghỉ chân dưới hàng cây muồn ở làng Con Treo, nơi có những đám ruộng xanh ngắt tựa ở đồng bằng. Nhưng một ngày tim hắn nát tan, hắn đứng sững ngay chiếc cầu khi Hoa và một chàng trai chặt tuổi hắn đi chiếc xe 67. Tiếng động cơ nổ giòn giã, tiếng Hoa cười khúc khích, đôi mắt sáng, đôi má ửng hồng của Hoa giống như xé vào lòng của hắn. Đêm đó hắn không về nhà, hắn ngồi suốt đêm dưới gốc cây muồng bên kia cầu, hắn khóc. Cô bé Hoa nào biết mình đã vô tình làm khổ lụy cho một người. Hoa đắm chìm trong tình yêu tuổi mới lớn. Mẫn hơn Hoa 5 tuổi, con trai ông chủ lò nhôm, nơi ba Hoa làm công. Năm đó, Hoa đang học lớp 9. Như những cô bé ở vùng quê, vùng chiến sự, đi học muộn 1-2 năm là thường. Cả hai gia đình dự định Hoa học xong lớp 9 là tính chuyện hôn nhân. Cha của Hoa mừng lắm vì con gái mình gặp được gia đình tử tế và giàu có. Nhưng năm 1975, giải phóng, chiến tranh tan tác, gia đình Mẫn di tản và không để lại tin tức. Cha Hoa chết vì trúng đạn những ngày ly loạn đó. Cô bé Hoa đang sống trong hạnh phúc, trong yêu thương, bỗng chốc cô độc lạc loài. Hàng ngày, Hoa ngồi bên cửa sổ nhìn xuống con dốc, nơi chiếc cầu chờ mong Mẫn trở lại. Nhưng người thì cứ đi biển biệt. Em biết tìm anh ở đâu hả Mẫn? Hoa héo hắt giọng. Chiến tranh đã đi qua, vùng đất cằn cỗi vốn nghèo nàn ngày càng tả tơi hơn. Bụng Hoa càng ngày càng lớn, đàn sắn trong nước mắt. Và hắn xuất hiện, lúc thì củ khoai nắm gạo, lúc thì vài con cá câu được dưới sông, lúc thì rổ măng tươi đầu mùa, lúc thì một bì nấm muối. Hắn âm thầm câm lặng nấu cho Hoa từng tô cháo gà bội dưỡng. Hoa yếu đuối quá, cô đơn quá, bơ vơ quá.
Hoa đón nhận những chăm sóc ân cần đó với lòng biết ơn. Rồi dần dần, Hoa buông xuôi để trở thành người đàn bà của hắn. Con gái của Mẫn ra đời, nàng đặt tên nó là Lệ. Lệ là nước mắt, là đau thương, là bắt đầu một cuộc đời của chị, một cuộc đời mà khổ hơn địa ngục. Khoảng 10 năm đầu, hắn cũng tử tế lắm. Hắn thương bé Lệ như con của mình, chị cũng mừng thầm. Tuy đôi lúc, chị chợt thẳng thốt giật mình khi nghĩ đến Mẫn. Một ngày nào đó anh trở lại, anh sẽ đứng nơi chiếc cầu gỗ, nơi hai người thường hẹn hò, sẽ rói gọi tên chị. Chị lắc nhẹ đầu để xua tan ý nghĩ đó, thở dài, nhìn xuống cái bụng lúp xúp của mình. Còn gì nữa đó? Còn hắn. Hắn biết chị không hề yêu thương hắn. Hắn đau đớn vì điều đó. Và hắn đã yêu chị theo cách của hắn. Hắn ràng buộc chị bằng những đứa con, những đứa trẻ lần lượt ra đời, nheo nhóc, đói khổ. Chị rạc người úa tàn vì tình yêu của hắn. Đoàn thể, chính quyền có đến khuyên can. Hắn sườn sổ mắng chửi, mỗi câu nói là đệm theo những tiếng chửi thề tục tiểu. Tôi đẻ, tôi nuôi, có nhà nước nào nuôi đấy, có nhà nước nào lo cho tôi, có cho tôi cái đồng nào đâu. Mấy người đừng có làm phiền nữa nha. Mấy người mà tới đây, tôi nói trước là tôi lấy rửa tôi rượt đấy. Họ lắc đầu bỏ đi. Với lại họ cũng không dạy gì dây vào hắn. Hắn như một tên chí phèo mà đồng lương của cán bộ xã, thì lúc ấy không đủ ăn một tô phở. Riết rồi gia đình chị đưa vào thành phần cá biệt, không ai dám khuyên giải. Những biện pháp trắng chấm thai đều bị hắn kịch liệt phản đối. Hắn bảo có phước thì mới đông con, có phước thì mới đông cháu. Vợ chồng chứ đâu phải là đĩ điếm đâu mà phải dùng biện pháp này biện pháp nọ. Nói xong, hắn lục tung những vị thuốc tránh thai và những bao cao su chị giấu trong tủ, quăng tứ tung ra ngoài đường. Chị xấu hổ đỏ mặt, nhặt ra, lên, chạy xuống cầu, dục xuống, dòng suối đang cuồn cuộn chảy. Hắn nhìn theo, cười khả ố. Không biết, hắn nhiễm thói quen tật xấu từ lúc nào. Hắn la cà với đám bạn sau. Hắn bê tha, thường say lè nhè. Ngồi dưới nhà lừ đừ nhìn bầy con ngơ ngác, co rúm lo sợ vì những hình phạt của hắn. Hắn đánh con như đánh kẻ thù. Chị ngọt nhạt khuyên nhủ được vài bữa, rồi đâu cũng vào đấy. Cả ngày, chị phải tầm tảo thân cò, có lúc rã rời. Rồi phải cho con bú, vỗ về nó ngủ. Chị chưa chìm được vào giấc ngủ mệt mỏi thì bàn tay của hắn thô bạo rờ mà khó khắp người. Chị có người năn nỉ phát sinh, hắn rít lên như con thú đòi ăn, mặc kệ sự đớn đau thể xác lẫn tinh thần của chị. Đời chị là thế, tối tăm. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm, một cái vòng lẫn quẩn khổ đau, ô nhục, đói khát, không lối thoát. Về đâu đây?
khi tư cố vô thân. Về đâu đây? Khi nghèo hèn, đói khổ, bê tắc, chỉ còn biết gì hơn ngoài vùng kinh tế mới, ngoài cái buôn làng dân tộc, ngoài cái thị trấn nhỏ nhoi này. Mỗi lần đi ngang qua trường cũ, qua dãy nhà khi xưa là lò nhôm, nay đã biến thành hợp tác xã nông nghiệp, lòng chị nhoi nhói một cơn đau. Một cơn đau mà gần 20 năm chị không nguôi được. Tôi đã làm gì nên tội? Giá như có một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy, sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Tôi sẽ bỏ lại những nghiệp chướng yêu thương này. Thiên đường thì có lẽ chị không mơ tới, nhưng địa ngục thì có khác gì cái cuộc sống hiện tại của chị. Chị đưa mắt nhìn những đứa con nằm ngủ lăn lóc trên những chiếc giường tre. Chúng có tội tình gì đâu. Phải chăng chúng có tội vì chúng đã là con của chị? Đêm nay hắn lại không về, lệ rụt rè nét mẹ. Hồi chiều ba bán mấy bao lúa đó mẹ, có tiền nhậu rồi, chắc tối nay là ba không có về đâu. Chị thở dài. Kệ lắm, các con đi ăn cơm đi, học bài rồi đi ngủ. Đám trẻ dạ răng rồi ngồi quanh mâm cơm đạm bạc. Một dĩa lá mì xào, một dĩa cá chuồng khô kho mặn, một tô canh bí đao nấu với bột ngọt. Lệ đã không quên luộc thêm một rổ củ mì. Loáng một cái chúng thanh toán sạch sẽ, sạch đến nỗi ước chừng không cần phải rửa chén đĩa. Vất vả là thế, nhọc nhằn là thế, chị vẫn cho các con đi học. Lệ đang học lớp 9. Ba đứa em kế của nó đang học lớp 6, 7, 8 ở các trường trung học cơ sở. Những đứa nhỏ hơn đi học tiểu học. Còn hai đứa nhỏ nhất phải ở nhà. Đứa 3, đứa 1 tuổi. Chị em nó phân nhau giữ em để chị đi kiếm gạo. Chị thường tâm sự với tôi. Đời chị đã khổ nhiều rồi, chị ráng cho các cháu học cái chữ em hả. Nó đi học, nó kiếm một cái nghề để đời nó sáng sủa hơn, chứ không tối tăm như cha của nó. Cả đời lão không làm được cái gì nên thân. Ôi, lão không ra một con người em à. Lúc mới có hắn với hắn một hai đứa con, chị cũng có ý định dứt khoát bỏ đi đó chứ. Nhưng đi đâu hả em? Thế là cuộc đời chị phải gắn liền với hắn. Qua một sự thầm lặng chịu đựng, chị đã chết từ lâu rồi. Tôi ái ngại nhìn chị thương cảm. Chị ơi, biết rằng là chịu đựng, biết rằng là phải hy sinh vì con cái, nhưng chị phải nghĩ đến bản thân của chị chứ. Chị đau ốm, chị ngã xuống thì ai lo cho chú? Có chứ em, thỉnh thoảng vô làng mà mua được gà, chị cũng nấu chị ăn chứ em. Tôi phì cười. Chị nấu gà chứ gì? Nhưng mà chị ăn được hai cái chân à. Nhà chị nó đông hơn cả một tiểu đội, mỗi đứa chỉ cần gấp một đũa thôi thì có đâu đến phần chị. Chị yếu ớt chống chế. Không, con chị nó cũng tội lắm em à, nó nhường ra cho chị đó. Mà thỉnh thoảng chị cũng có bồi dưỡng mật ăn với trứng gà đó em. Rồi đôi mắt chị bỗng ướt lên, mơ mộng. À, chị ước gì đó em?
chị ước gì á, bữa nào mà chị có tiền á, chị mua một lần 10 con gà vậy đó. Chị luộc hết 10 con, chị phát cho mỗi đứa mỗi con, để nó ngồi nó ăn với muối tiêu. Em ơi, em chưa thấy cảnh tụi nó ngồi nó ăn đâu, thương lắm em ơi. Tôi xót xa cái ước mơ nhỏ nhoi bình dị của chị. Tôi rụt rè hỏi chị. Những cái biện pháp tránh thai như là uống thuốc rồi dùng cao su thì chả không, lão không chịu. Nhưng mà tại sao chị không đi đoàn sản đi chị? Chị khẽ vùng mình. Không, chị sợ lắm. Hắn mà biết á hả, hắn giết chị mất. Với lại chị nghe nói là cấp buồng trứng á là phải nằm trong đó cả tuần lễ. Mà cả tuần lễ thì lấy gì con chị ăn hả em? Không được đâu em ơi. Hắn ghê lắm. Hở một chút là hắn dọa giết chị, hở một chút là hắn dọa đốt nhà. Còn nếu mà có biết á, có bắt hắn đi ở tù đi chăng nữa thì hỏi em, lão cũng có cái tội gì đâu. Ngoài cái tội ăn hiếp vợ thì cùng lắm nó cải tạo một tuần, tháng, hai tháng rồi hắn trở về, nó còn tàn bạo hơn trước nữa. Vô phương cứu chữa. Tôi biết nói gì đấy. Chị ngậm ngùi nhìn chị như hiểu được nỗi lo lắng của tôi. Chị nắm lấy tôi trấn an. Không sao đâu em, chị cũng quen rồi. Nói vậy chứ lúc tỉnh táo thì lão cũng không đến nỗi nào đâu em. Lão cứ như thế làm sao chị chịu đựng được tới 20 năm. Tôi lắc đầu ngao ngán. Rất tiếc cho chị là dạo này lão say triền miên phải không chị? Mà mỗi lần say chị coi chừng đó, khéo rồi lại có chữa nữa đó. Chị cười héo hắt. Dù sao lão cũng có cái lý của lão đó em ạ. Đẻ con nhiều thì cực thật đấy, khổ thật đấy, nhưng lớn lên chúng có anh có em, chúng giúp đỡ bảo ban bảo vệ cho nhau. Ít nhất chúng vẫn còn hơn chị. Em xem cả một cuộc đời chị cô độc lẻ loi, cho nên chị mới bị ăn hiếp, chị mới khổ, mới sợ, mới khốn nạn như thế này. Và cứ thế dòng đời lặng lẽ trôi, buồn như một tiếng thở dài. Chị như con cò tả tơi sắc nét khẳng khiu, hằng ngày lặng lối nuôi con. Bé Lệ tròn 17 tuổi, nó phỏng phao xinh đẹp và giống mẹ thời con gái, nhưng có nét đầm thắm dịu dàng hơn. Mắt hắn sánh lên những vòng vệt của tia máu đỏ đầy dục vọng. Hắn lén lén ngắm nhìn con bé. Hắn lén lén nhìn cái eo nhỏ, cái bờ ngực nảy nở gợi cảm của cái tuổi mới lớn. Lệ vốn biết mình là con ghẻ, nhưng đối với hắn, Lệ xem như một người cha ruột, nên đôi lúc con bé cũng vô tình ăn mặc hớ hên. Hắn không dằn được dục vọng điên cuồng cấu xé. Cho đến một đêm, đêm đó hắn không đòi hỏi ơi chị ái ân như những đêm trước, nên chị ngủ được một giấc ngủ thật sâu. Đến nửa khuya trở giấc, không thấy hắn nằm bên cạnh. Chợt chị nghe tiếng ú ớ và những tiếng động bất thường, như có ai đó đang vật lộn nhau bên phòng con Lệ.
Chị bước vội qua phòng đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Và một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Dưới ánh trăng thượng tuần mờ mờ xuyên qua cửa sổ, hắn đang đè con gái chị trên chiếc giường tre. Một tay hắn bụng miệng lệ, tay kia hắn khóa hai tay con bé lại. Chiếc áo lá bị xé tả tơi lộ bộ ngực trần. Chị hét lên, lao đến, dùng hết sức túm lấy đầu của hắn, lôi ra cho lợi thoát thân. Vụt mất con mồi, hắn quay lại vồ lấy chị. Những cú đấm, những cái tát, những cái đá xối xả. May mắn cho chị, lúc ấy chị không mang thai. Chị không dám la to vì sợ con gái, sợ hàng xóm biết cái cảnh tượng không đẹp đẽ này. Chị cắm người chịu đựng, chị gánh chịu trận đòn thù của hắn. Nhưng hắn lại lồng lộn gào thét, đồ đi, đồ đi, hai mẹ con mày là đồ đi. Tao có công nuôi, tao có công hứa. Không chịu đựng được, chị đứng thẳng người lên, búi lại mái tóc. Chị giảng giạt nói, này, ông không được làm như vậy. Ông là con người, ông còn quay phải là cái đồ cầm thú. Hắn gào lại, cầm thú cái con mẹ gì? Hả? Hả? Cái con mẹ gì? Để không xài, để thằng khác nó xài à? Giống như mày à? À giống như mày à đấy à? Hả? Không cản được tao, không cản được tao đâu, nó là của tao. Cơn giận của hắn lên đỉnh điểm, cũng phải dịu ngay. Hắn thấy sợ sợ, rờn rợn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng đầy cương quyết và chưa có lửa của chị. Từ đó, chị cho con Lệ ngủ chung với chị để bảo vệ con gái. Chị công khai đối đầu với hắn, chị trấn an con gái. Còn vài tháng nữa là con học xong lớp 9, ráng thi vào trường trung học sư phạm để ra làm giáo viên cấp 1 cũng được con à. Có một cái nghề tự lập, rồi con sẽ thoát khỏi nơi đây. Lệ ôm mẹ khóc. Lần đầu tiên Lệ hỏi, ba ruột con ở đâu hả mẹ? Chị thở dài không đáp, nhìn xuống cuối dốc, nơi có chiếc cầu gỗ bắc ngang qua dòng suối, nơi hẹn hò của năm nào. Ôi, giá như không có cái đêm trăng sáng vằn vặc đầy má miệng đó, có lẽ đời của chị đã khác đi. Từ đó, buổi sáng Lệ đi học, chiều Lệ theo mẹ vào làng hoặc ở nhà bạn bè. Việc nhà Lệ giao cho những đứa em lớn hơn. Hắn càng ngày càng cây cứu, hắn hằng học. Chiều về, tìm đủ cớ để hành hạ chị, hắn say sưa nhiều hơn, đập phá và đánh đập con gái nhiều hơn. Có những buổi chiều từ buôn làng về, chịu ăn người chở cả cái tả lúa, hắn ngồi lì giữa nhà, dững dưng nhìn chị, chứ không ra phụ mỗi giúp một tay. Hắn còn gằn giọng, giờ này mà chưa có cơm chưa có nước gì hết. Rồi tiếng loảng xoảng của bộ ly tách do hắn lùa xuống đất, lại tốn tiền mua sắm đây. Chị thở dài, lặng lẽ xuống bếp nấu cơm. Chị thấy cuộc đời mình sao quá đổi nhọc nhằn, biết làm sao thay đổi đây. Một đàn con đang chờ đợi chị, chúng đang cầm chị, chúng bé bỏng yêu đuối, ngơ ngác sợ sệt, hắc hẳn. Rồi một ngày nào đó, không có chị, chúng sẽ thay ra sao?
hắn đã từng dọa đốt nhà, hắn đã từng dọa giết con nếu chị bỏ đi. Vì hắn vẫn thừa biết chị không có chốn chung thân ngoài cái địa ngục này. Tình yêu say đắm của hắn dành cho chị năm nào đã biến thành một hận thù, một hận thù khủng khiếp, dây dứt, ác độc. Hắn không làm gì cả ngoài cờ bạc rượu chè. Về đến nhà là hắn chửi, chị không thèm trả lời, chị âm thầm chịu đựng, chịu đựng đến chai lì. Từ ngày xảy ra chuyện của con Lệ, chị đóng cửa kín, không cho hắn bước vào phòng, nên hắn không còn được giày vò thân xác của chị nữa. Hắn càng lồng lộn, tức tối. Chị gầy ruột đi vì sinh đẻ, gầy rọc đi vì nuôi con, chị như một cây khô cằn gũi đến tội tình. Hắn càng thù ghét chị, nhất là khi chị đã ra sức chống đối hắn, khiêu chiến với hắn để bảo vệ con gái. Con bé xinh xẻo nuột nà làm cho hắn thèm khát để mất ăn mất ngủ. Cái lúc tình nó tiếp xa, cái thèm khát đó cắn xé da thịt hắn, nó ám ảnh từng giấc mơ của hắn.